Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi đến với các bạn trên chuyên mục là gì và hôm nay Trang sẽ giải đáp cho tất cả các bạn biết toner là gì. Thì Trang có 3 phần chính muốn gửi đến tất cả các bạn đây. Đầu tiên, bạn phải biết toner là gì. Thứ hai, có bao nhiêu loại toner. Và thứ ba đó chính là cách sử dụng toner một cách đúng nhất. Là gì? Hãy bắt đầu cùng với Trang các bạn nhé. Đó là câu hỏi mà các bạn hay thắc mắc đó. Toner là gì? Toner hay còn gọi với cái tên thân thuộc mà các bạn gọi đó chính là nước hoa hồng. Hoặc có nhiều người nói đây là nước cân bằng da. Và tên gọi nào cũng được hết, toner thì nó thân thuộc hơn cũng như là quốc tế hơn. Khi sử dụng toner vào cho làn da của bạn, nó không những giúp cho làn da của bạn sạch, lấy sạch những cái bụi dầu nhờn trên da, thậm chí nó còn giúp cho bạn cân bằng độ pH trên da, giảm đi các tình trạng thâm nám hoặc là những cái tình trạng viêm nhiễm do mụn nè, hoặc là cái vấn đề về da do bạn tiết quá nhiều dầu thừa, làm sạch làn da sau khi bạn trang điểm, vân vân. Nói chung nó mang đến rất nhiều tác dụng cho làn da của các bạn. Và khi sử dụng toner thì chúng ta cần phải biết cách chọn toner phù hợp với làn da của mình. Và bây giờ là phần thứ hai đây. Các loại toner nào thường được sử dụng nhiều nhất? Thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ thấy hai cái dạng toner. Đó chính là toner có chứa cồn và toner thân nước. Và toner có chứa cồn thì nó sẽ gắn với các gốc là ancol. Nhưng thông thường các bạn cứ nghĩ rằng có chứa cồn là không có lợi cho làn da đâu, dẹp sang một bên đi. Không phải như vậy. Tùy thuộc vào từng làn da mà bạn sẽ chọn cho mình một cái loại toner phù hợp nhất. Đối với những bạn da dầu, tiết rất nhiều dầu nhờn trên da thì toner có chứa cồn, nồng độ cồn ở mức cho phép thì sẽ giúp cho da của bạn làm sạch sâu hơn, kháng viêm, ngừa mụn, cũng như cân bằng lại cái độ pH trên da của bạn một cách tốt nhất nè. Còn đối với những người làn da bình thường thì bạn sử dụng toner thân nước là được rồi, bởi vì nó vừa làm sạch da, làm dịu nhẹ cho da, cấp ẩm cho làn da, cũng như cân bằng lại cái pH trên da của bạn một cách tốt nhất. Như vậy bạn đã có cách nhìn cho mình về việc chọn toner rồi nhé. Và cuối cùng đó chính là hướng dẫn cho tất cả các bạn sử dụng toner đúng cách. Sử dụng toner như thế nào là đúng cách đây? Có bao giờ các bạn hỏi như vậy hay chưa? Và bạn đang sử dụng toner như thế nào? Có thể chia sẻ cùng với Trang hay không? Bước chuẩn nhất đó chính là đầu tiên bạn tẩy trang cho làn da. Sau đó bạn dùng sữa rửa mặt để loại sạch đi cái lớp tẩy trang và bụi bẩn trên da nè. Và tiếp đến là nhớ tẩy tế bào chết cho da định kỳ mỗi tuần 2 lần bạn nhé. Và sau khi bước tẩy tế bào chết đó thì chúng ta làm gì? Rửa mặt sạch và cân bằng độ pH trên da cùng với toner cũng như làm sạch sâu da một lần nữa. Và tiếp đến đó chính là bạn có thể sử dụng serum hoặc là kem dưỡng để dưỡng da cho mình thôi. Thật đơn giản đúng không ạ? Như vậy là các bạn đã biết cách sử dụng toner một cách đúng cách rồi đó. Hoặc là bạn buổi sáng thì bạn sử dụng toner sau cái bước bạn rửa mặt, hoặc là sau cái bước bạn tẩy trang đi bạn sử dụng toner đều được các bạn nhé. Như vậy Trang đã thông tin cho tất cả các bạn biết toner là gì với chuyên mục là gì của Trang, sẽ mang đến cho bạn rất nhiều những cái giải đáp mà các bạn đang thắc mắc một cách nhanh gọn lẹ nhất. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và một trong những địa chỉ website chính thức quen thuộc của Trang, các bạn có thể lên Google và tìm kiếm, đó chính là nguyenthithuytrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.